đây anh em chúng tôi là có mấy chục ngàn mẫu nên là cứ thoải mái mà ăn uống các bạn. Quả rất là mọng, nước rất là nhiều mà lượng đường của nó cao. Sáu chưa người yêu nên là ông nào mà có Việt Nam mình mà có tái đem nó về ấy nhá, là cứ ăn cam ăn quýt ăn hành thoải mái. Hiện giờ là chúng ta đang ở tại một nhà máy chuyên về trồng và xuất khẩu trái cây. To nhỉ, wow. Chưa thay tỏ là cây này gọi là cây gì bạn? Cây tiến vua, rau tiến sau vua. Tiến vua. À. Rất giòn. À, tôi đính chính lại nhé, đây cũng là nguồn nguyên liệu của tập đoàn đấy. À, cũng là một trong những vùng nguyên liệu của tập đoàn luôn. À. Nhưng mà sau lần này mình đi Trung Quốc về mà nó có tăng cân thì mong anh em hết sức thông cảm nhé. Các bạn là đồ ăn bên này nó quá hợp với mình luôn. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video rất thân thiện kênh Sao Mai TV. Hôm nay thì Hải đang cùng Tú đi công tác các bạn ạ. Hôm nay thì cùng Tú đi để quay chia sẻ với các bạn cái công việc hàng ngày của Tú như thế nào. Đấy, công ty của Tú là đang làm ăn với các đối tác ở bên Trung Quốc, chuyên xuất nhập khẩu về Việt Nam, sau đó thì xuất đi nước thứ ba, đúng không? Đấy, thì hôm nay bạn cho anh em khán giả đi cùng bạn để trải nghiệm chút nhé. Hiện giờ là chúng ta đang ở tại một nhà máy chuyên về sản xuất trồng và xuất khẩu trái cây. Thứ nhất là tại vùng khu vực này cũng là vùng nguyên liệu luôn, và hai nữa là đây là tất cả công xưởng nhà máy để đóng gói xuất khẩu đi các nước. Đây là Tiểu Trân, là con gái của tập đoàn hoa quả tại đại lý. Ni hao. Bạn ấy có thể nói tiếng Anh rất tốt. À, hello. Bạn ấy phụ trách tất cả hoa quả để xuất khẩu đi. So can we go inside and take a look? Yes, okay. Sure. Đây, mời cả nhà cùng vào trong. Nhà máy này to nhỉ? How big is this? 多少亩? 83. 83? 83 mẫu. 83 mẫu và nhân với 660 mét vuông một mẫu. Thế là bao nhiêu? 6848 nó rơi khoảng tầm hơn 5 hectare. À. To nhỉ? Wow. Chưa thay tỏ là. Okay, 然后我的设备呢，我是从那个荷兰进口的，然后我的那个进口的一些设备，然后安装在我冷库上面。那么我可以看到，就是我们这个是我的，就是源头，我的那个机械臂就是由机器来那个操作，不是由人工来进行搬运的，是机械化的，全智能化机械化的，自动化，自动化嘛，工业呢，国韩。 对，然后的话，后面就是一些就是，比如说我要清洗掉田间的一些泥土，然后比如说，风干，然后后面的我可以分选我的就是从果径，从重量，或者说我可以从它的内部品质、它的糖度都可以进行分选。然后就是我所有通道出来的果子，就是大小统一，外观统一，包括它内部品质都是统一的。 然后我们在上这个平台上看一下，然后后面的话就是打包台，然后那个是有一个直包层，直包层的话是我生产我的包装的，我的纸箱，因为我都用的纸箱比较多，然后上面有四台那个从西班牙进口的那个折箱机，就是用机器来折箱，不是由人工来折。ở đây là đóng gói tất cả các quy trình đây là bằng công nghệ cao hết, tự động hết, không tự động hóa. 如果是一样用没有的多少的工人了嘛？ Một cái nhà xưởng rất là lớn nhưng mà không có nhiều công nhân đâu các bạn ạ. Toàn bộ hệ thống tự động hết. Tự động. Nó cái设计是河南的设计啊？ 还是中国的设计？这个是我们国产的，这个是江西省的，然后冷库是荷兰的。
啊，这个机器的话，它无论是从它这个沙分选瑕疵的，就是我们果它会分为，比如说 A B C 级的等级，它就是从它的外观，自己分，它自己机器自己分，它可以按照我的标准，比如说我定义我的 A 果是什么样，我的 B 果是什么样，它可以根据我的标准来定义它这个水果，然后的话，后面那个小的机器它是这台机这个机器的核心，我认为的话。 它是分选内部品质的，就是糖度的，就是包括这我们在不破坏这个水果的前提下，它就可以分选出这个糖度是在，比如13度还是14度还是15度。然后的话，我们按照我们自己级别标准的，我们才进到我们后端的打包程序。然后的话，就是出来的话就是规格统一、外观统一、内部品质统一。然后后端是的是我的人工打包台，然后在后端的是我的自动那个打板那个机器。 然后在上面的话是我折箱的区域，然后这总的是有12桶岛，然后一天可以生产1000吨的柑橘。哦，日处理量是1000吨。1天，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 
nho này, quýt thì vẫn đang còn, quýt thì đang còn nhưng không nhiều nữa. Nói chung là đi thì mới thấy được là ở đây các bạn ạ, dây chuyền máy móc đây, các bạn nhìn phía bên này này, tất cả là các loại dây chuyền máy móc rồi đóng gói. Nguyên trong công xưởng này đang là khoảng gần 6 hecta, còn vùng nguyên liệu là 25.000 mẫu. Đây là lịch sử từ lúc hình thành This is our grandpa, and this is my father. Your father is the boss? Yes. Are you married? Not yet. Me too. Mày thấy anh đó đoán đúng không? Chưa giới thiệu anh biết ngay. Đây là từ Nhát Quốc đầu tiên. Lịch sử của... So you are the baby. Ah, now you grow up. Có nghĩa là bố của bạn ấy sẽ xây dựng cho bạn ấy một cái tuổi thơ đến lúc trưởng thành về cái lịch sử của cái thương hiệu của bạn ấy. Bây giờ là thương hiệu của bạn, riêng của bạn ấy. Tên này cũng là tên bạn đặt luôn. Tên thương hiệu. Wang Shan, là cái cây cam quý nhất, chân thành cái tên. Từ một cây trồng nhỏ đến Vạn Mục Cam Quý Thị Phan Viên. 我们用守山的初心孕育健康味道从人工精选到现代化智能分拣我们用不变的追求传递幸福滋味三代人的梦想守山人守住传承味道 云美冠 Thế đây là, tiểu thư rồi. Không phải điều thứ mà là công chúa. Đây là công chúa gọi là của tập đoàn này. Của tập đoàn này. Cái đây hiện giờ mình đang đứng là xung quanh đây là tất cả là vùng nguyên liệu hết đấy. Đây cái nhà máy này là ở giữa cái vùng nguyên liệu luôn. Đấy, lát nữa sẽ nhờ bạn Tú đưa đi. Thực ra là như này, nhiều khi anh em mình muốn quay để cho các bạn cùng ở Việt Nam ấy cùng xem là cái công nghệ ở bên Trung Quốc nó đã thay đổi rất là nhiều, kể cả về cái nền nông nghiệp rồi mọi thứ về xuất khẩu các kiểu. Cái này là vùng nguyên liệu của bạn này. Đấy, nhập về xong bắt đầu và xử lý lại. Bắt đầu với... Đấy, đấy. Nhưng mà hình như ở đây mà 6 hect thì không bắt không to bằng xưởng sầu riêng của bạn nhỉ? Nhà máy sầu riêng 6 hecta là toàn bộ trong xưởng rồi đấy. Còn mình của mình là nó còn đất đai nữa các thứ, nhưng đây là trong xưởng, bên trong xưởng ấy. Còn vùng nguyên liệu của họ là 25.000 mẫu.
thực sự lớn. Một ngày 1.000 tấn quả ra, bạn biết là nó kinh khủng như nào. Đây máy tự động phân loại nhá. Tự xem độ ngọt ở trong quả như nào được nhá. Siêu âm được độ ngọt. Dã man. Thật sự là kinh khủng đấy. Công nghệ này. Đây là khu vực phân loại quýt cam. Quýt cam. Còn bây giờ thì bạn ấy sẽ đưa mình đi tham quan khu vực phân loại và chế biến nho các bạn ạ. Ở đây thì công ty này có rất nhiều những cái sản phẩm. Thậm chí là có cả cái gì nhỉ? Củ hành. Họ là một tập đoàn lớn về sản xuất về nông nghiệp. Thì tất cả các hàng sản phẩm về nông nghiệp hiện nay họ đều làm hết. Đều xuất khẩu. Các bạn nhìn biết là với cái quy mô của nhà máy như này thì sản lượng của họ ngoài nguồn nhiên liệu nó phải lớn như thế nào mới phục vụ được. Toàn bộ tự động hết. Đấy, sử dụng robot hết này bạn ơi. Hôm nay thực sự là như này này. Hôm nay là phải cảm ơn Tú rất là nhiều vì ở trong khu vực này ấy, là người ta cấm không cho quay phim chụp ảnh đâu bạn ạ. Đấy, Tú là do một là đối tác lớn của bên tập đoàn này nên là họ mới cho phép anh em mình vào đây để tham quan, quay chia sẻ với các bạn thôi. Đây là khu vực. Nó 然后我的这个线到时候是运转的，因为现在不运转，所以搬开了。它是运转，它是一个滚动的一个冷水线。然后到后端它会有个称重的一个系统，然后就是这个是总的1000平的一个打包车间，到时候可能会容纳大概是400人的人工，400人来打包这个。400 người工人。khi mà là phân loại nho đây đúng không? Đây là cái này là bên nho khác các bạn, bên kia cam quýt lại khác riêng.Đấy, nhưng mà hàng vẫn cùng trong một chỉ 2 công một ngày thôi, không nhiều. Nho thì chỉ 2 công một ngày thôi. Bởi vì cái nho nó dễ bị dập nên là cái làm khâu làm chuẩn bị đóng gói nó rất là kỹ. Ở đây là bảo họ có sản xuất nho khô hay rượu hay các vật từ nho không? Hay không, là bạn chỉ nhập nho tươi người ta chỉ... Bạn này đang quản lý mảng hoa quả xuất khẩu, hoa tươi xuất khẩu, chỉ hoa tươi thôi. Còn cái mảng khô thì là anh trai của bạn này. Là 2 anh em. Thế là bạn lại phải làm việc với cả 2 người riêng biệt. Đúng rồi, chính xác. Hay. Nhìn thấy những nhà máy này các bạn mới đây, thấy. Đây là những mẫu nho của các bạn có này. This is the grape here, yeah. Yeah, grape here. 是哪个是最好? This is the best. This is the best, yeah. Yes, okay. This is the best. Đây là loại thượng hạng. Thượng hạng. Đây là khu vực kho lạnh. Kho lạnh. Công nghệ của Hà Lan. Kho lạnh mà nó to như này á. Rất là lớn luôn, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui, nhiều cửa lắm. 15, 16. 16 cái kho. 是我们打包装好了，我们放在冷库。对，温打给那个稳定的温度，还有装柜。这个你说的这个是预冷，但是我的这个是长期储存的。打比方，我这个水果如果说是就是市场价格不好，或怎么样的一些情况，那么压在冷库里面。我基本上是普通的冷藏库，它可能1到2个月，但是我的气窑库可以4到5个月，保证这个果子不就是拿进来的时候什么样，出来的时候依然是什么样。哇，对。那等一下，我介绍给他们是跟你们的工艺。bạn ấy vừa nói cái sức mạnh của cái kho lạnh là như này, là khi mà thời điểm giá thị trường nó bị rớt thì bạn ấy sẽ để trong kho lạnh. Những kho lạnh bình thường chỉ để được khoảng 2 tháng thôi, nhưng kho lạnh của bạn với công nghệ hiện đại như bây giờ có thể để được 4 tháng đến 5 tháng. Wow. Mà khi mang ra thị trường bán, vị và màu sắc không hề biến đổi, vẫn như mới như tươi. Đấy, phải nói là quá giỏi luôn nhỉ. Chứ cái công nghệ hẳn đi hai. Mình bảo là mình có phải xem ở trong được. Cái cái địa sản, chứ như như thế này, chúng ta sẽ trang ở trong, nhưng mà nó hạ mình đã có 6 đến 7 đạo công sự rồi. Chứ là bảo chứng cái cái chi mi tính cái, chứ là cái đạn cái cửa phong tỏa cái khí khí là không có任何 chứ không ra được. Cái chi mi tính thì phải là tương đương tốt, tương đương tiêu chuẩn mới có thể đạt được tôi nói cái cái trữ chứa cái thời gian. Rồi bao gồm đến của mình, còn có cái cái tự động gia thức cái hệ thống.
因为比如说我们储存时间长了，它我们做水果的嘛，它会有干耗。打比方我存进来这个柑橘存了100吨，然后那干耗做的不好的话，它可能我的5到6吨，5%到6%，它可能就直接蒸发了，没有了，消失了。那么我就把这个加湿桶一加的话，它就是我就能保证我没有干耗，或者把干耗降到最低。那么我跟别人有这个损耗，我就没有这个损耗，我就有竞争力，可以这样来理解。嗯，就是我们在造这个东西上面，我们就把所有的成本，虽然它很贵哈，我可以这样讲，就是我的一个库门是常规国产库的一个库可以造成了。嗯，就是我的库门就值一个库这样的价值，你可以这样来理解。它造价虽然很高，但是我们愿意去花这个成本去维护它的质量，维护它的品质。因为包括到我们分选线也好，包括到我们这整个厂房的这个整个设计也好，我们造价是比别人高很高的，但是我们标准高，但是我们就是为了维护这个品质第一。是。Nói tóm lại như này, các bạn ấy đang nói là về cái giá thành của các bạn ấy sẽ cao hơn tất cả những cái công ty hiện nay. Thứ nhất là về công nghệ và thứ hai là về cái cách quy trình đóng gói và sản xuất của bạn ấy đều cao hơn tất cả. Nên cái giá thành nó đội cao hơn một chút nhưng chất lượng thì đảm bảo sẽ vượt trội tất cả. À. Tóm lại là như vậy. Good company. Nhưng mà có thể hỏi ngoài lề một chút được không? Hỏi xem là bạn này bao nhiêu tuổi mà bạn giỏi đấy? Sinh năm 96. Chiều 96 mà chưa kết hôn đấy các bạn, rất giỏi. Mấy chưa hôn mà? Mấy rồi? 太厉害了太厉害了。等我去看一下我的原子，你可能会觉得更实际，更震撼一些。Cái này mà vào đúng vụ ấy nha, thì tham quan ở đây thì quy trình đóng gói chắc thích lắm ấy. Bảo khi nào mà vào vụ thu hoạch ấy, đóng gói mình có thể quay trở lại đây để quay video được không? Chắc chắn là được rồi bạn. Bởi vì là năm nào mình lấy hàng ở đây mà. Ok. Mình hôm nay là đặc biệt là được công chúa dẫn đi tham quan và giới chắc thiệu là ông đấy. Làm việc lâu rồi. Đúng rồi. Chị... Đây, cho các bạn xem luôn hàng thành phẩm rồi cam này. Đấy. Hiện giờ là những cái sản phẩm này. Hay mấy phân phân mấy, mà. Mấy phân, ừ. Mấy phân. Chưa phân loại ra nhé. Đây là từ nguồn nguyên liệu về. Từ và nói nhìn nếu các bạn tí nữa xem là phân ra A, B, C đều là quả giống nhau hết. Có nghĩa là A là chỉ có A như này. Đấy, B là chỉ có B như này, hàng có nghĩa là kém chất lượng hơn nữa. Cái cam này ha, tuyệt ngọt luôn. Thái hảo sư rồi chứ cơ, cam thái sư. Thái hảo sư. Bạn nhắc lên đi cho người đẹp đi bạn. Mẹ của bạn. Đấy, Tú hôm nay có người đẹp phát ở ga đang đấy, em mới bảo Tú khỏe lắm. đây là cái từ nguyên vùng nguyên liệu về từ đấy. Vùng nguyên liệu về từ vùng nguyên liệu về đây là rửa đúng không thế nào đấy. Đây là từ vùng nguyên liệu về đây đang chuẩn bị để cho vào cái kho. Anh em mình đang đi ra cái vùng nguyên liệu các bạn ạ. Nhưng mà thực sự các bạn ạ là nó thẳng cánh cò bay đấy. Đúng là chim bay mỏi cánh luôn. Mình đi mà nhìn thấy quá là nhiều loại quýt luôn. Đấy anh em thấy là cam đã gọi là rất là nhiều chưa. Đi có một đoạn vừa nãy ở đây bạn bảo bao nhiêu nghìn để hết 25.000 mẫu. Chim bay không phải là 25.600 mẫu. Không phải là gì. Anh em mình đang đứng ở đây là cái vùng nguyên liệu các bạn ạ. Nhưng mà vừa mới vào đây thấy thôi mà các bạn thấy không? Cam ở đây nó quýt ở đây nó to như một quả cam luôn. Mình cứ nhầm với quả cam ấy. Đấy. Một cái sản lượng ở đây là một năm là khoảng bao nhiêu nghìn tấn? Y nén là chúng nó xu nên là lần xu là tôi sợ tuần. Ta cả. 2 vạn tấn. 2 vạn tấn. Ồ.
một năm 2 vạn tấn luôn ạ. Đấy, bạn nào mà có yêu được cô này thì yên tâm luôn, là về kinh tế không phải nghĩ rồi. Đấy. Đây. À, cam rất là nhiều luôn. À, cái này là bao lâu thì bắt đầu thu hoạch? Nhưng mà có những cái còn nhỏ. This is this Arduino when ready to cut. Can you see in here? Ah, no, no, no. This month. Mm-hmm. From this month to. Ah, ha ha. But how long you grow the Arduino like this? How long? We plant the tree to the ground. Mm-hmm. We take 3 years. 3 years. Khan 里面的好汉，用到了好汉。From this month to July. Month to July. Đây các bạn ạ, cái cây này bạn ấy trồng khoảng 3 năm rồi bắt đầu cho thu hoạch. Đấy, và bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 6. Đúng rồi. Ừ. Hiện tại có thể thử không? Có thể thử. Bạn lấy vặt đi. Tí về. Không. Đỏ. Cái này đỏ là ok. Ồ. Thế bỏ đây. Quá nhiều nước luôn này. Đấy. Thái thiến à? Wow. It's so sweet. Yeah. Ở đây là họ vẫn dùng cái này để bắt ruồi à, đúng không? Thủ công ấy. Thủ công luôn à? Chóa súng mà. Anh em để ý nhá. Cái nền nông nghiệp của Trung Quốc ấy. À. Là cái đất dinh dưỡng đất ấy nó chưa phải là vấn đề nữa. Mà cái kỹ thuật. Bạn nhìn đất đá này. Đây đất nó điều kiện đất nó toàn nhiều sỏi lắm, nó không thuận lợi cho việc trồng đâu. Nhưng mà cây phát triển rất là tốt, ra quả rất là ngon. Đây, công nghệ người ta chăm sóc tốt. Đúng rồi. Đấy, nhiều khi khi mà quay video lên ấy, anh em cứ bảo là tại sao anh em mình đi sang Trung Quốc để quay chia sẻ để quay những cái nền nông nghiệp của Trung Quốc. Sao không quay nền nông nghiệp của Việt Nam? Thì như các bạn biết là anh em mình có quay ở Việt Nam rồi và cũng muốn sang Trung Quốc quay để làm sao cho các bạn hiểu được, các bạn hình dung được là bên các bạn cái quy mô, cái cách mà người ta chăm sóc cái quả cam nó như thế nào. Đấy, quả cam ở đây ăn nó ngọt lừ luôn các bạn ạ. Để về qua thông qua video này bà con Việt Nam mình còn biết cách chăm sóc rồi những cải tạo làm sao cho nó tốt. Đúng rồi. Cái cây này thì thường người ta tôi thấy là cái cây cam của Việt Nam ấy là cái quýt của Việt Nam nó rất là cao. Đợt trước mình có quay ở chỗ Mường Khương, các bạn thấy là mình không thể với tới như này được. Nhưng mà tại sao bên này lại cứ trồng cái cây nó cứ nhỏ nhỏ như này rồi? Nó cách quy trình chăm sóc ấy. Ừ. Ở Trung Quốc ấy nó không có khái niệm là có nghĩa là họ không để quá cao. Bạn cứ nhìn thấy những cái trên này. Khi đến lúc độ trưởng thành họ cắt đi này. Đúng rồi. Không để quá cao. Quá cây càng già càng kém sinh sản. À. Có nghĩa là họ sẽ ưu tiên những cái cây mà ưu tiên những mà giống cây mà nó kiểu nó ngắn hạn, nó trẻ cây đi. Đúng rồi. Chứ là già cây phát là nó bỏ đi. Đúng rồi. Đấy. Này. 就是我可以介绍一下我们的树形为什么是矮的，就是我们是希望像一个伞一样的，我们是把它矮化的，就是中间的枝条我们是把它剪掉的，我们希望这个果子，因为我们的这太阳太刺眼，然后就是辐射太高了，然后所以话我们希望它藏在这个树叶底下，所以话就是每个都是要藏在里面才好，就希望藏在里，所以我们是矮化密植的这样一个种植模式，就为什么会这么。 Họ muốn là làm cái cây này không phát triển cao hơn nữa, họ sẽ làm giống như một cái ô như thế này. Đấy, để cho những cái quả này nó không bị tiếp xúc trực tiếp với những ánh nắng mặt trời, sẽ làm cho những quả nó ngọt hơn. Còn những cái cành mà nó cố tình phát triển cao ấy, cắt đi. Tạo như kiểu là một cái ánh sáng chiếu vào thân cây ấy, chỉ dưỡng thân cây thôi. Thì ra là thế. Tuyệt vời. Bây giờ là qua video này mà đơn vị nào mà các bạn muốn đặt hàng là ok ngay mà. Bởi vì là mỗi một năm là bao nhiêu nghìn tấn ấy nhỉ, vừa đây nhỉ? Một ngày là 1.000 tấn. Một ngày 1.000 tấn nên là anh em yên tâm nhá.
Nếu mà công ty hoa quả của Việt Nam nào muốn có nhu cầu mà nhập khẩu các loại quýt này, cam này, rồi nho này, hành này, nói chung là tất cả đồ nông nghiệp, tất cả cái đồ nông nghiệp của Trung Quốc thì cứ liên hệ với cả Tú. Đấy, số điện thoại thì mình sẽ để trên màn hình nhé. Anh em nào mà thực sự có nhu cầu thì hãy liên hệ nhé. Chứ anh em thấy Tú đẹp trai cứ nháy máy suốt là chết, mình cũng hơi ngại. Đây anh em nhìn này. Đấy. Cam dã man nhá. Quả nào gọi là mình cứ hay nhầm quả cam các bạn, bởi vì nó quá giống quả cam sành của Việt Nam luôn. Cái quả này em gái này, lấy cho em quả. Quả này là cùi dày này. Đây người ta gọi là cái gì không? Vỏ quýt nhọn là có cái gì nhỉ? Vỏ quýt dày. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn đấy. Móng tay của anh ấy nó. Đây mọi người cứ bảo là sợ hoa quả Trung Quốc có thuốc lọ thuốc kia thì tôi ăn luôn tại vườn này. À đây để anh lấy cho em xinh gái. Em xinh gái. Đây đưa đi. À. Em ơi. Con nhà ông bà chủ. Đấy con nhà ông chủ đấy. Anh em nào sinh năm 96 nha, chưa người yêu. Em gái xơi đi. Bạn thấy tôi nhiệt tình không? Quá được. Ừ. I eat too much. Yeah. Eating every day. I said you ăn mọi ngày hàng ngày ăn. You bạn ấy ăn hàng ngày luôn các bạn ạ. You. Tôi. 哇,很好,但對它這個味道最好的,90年一分鐘的配比最好的。嗯。mình đính chính lại nhá. Tất cả vùng nguyên liệu này và của tập đoàn này. Hiện nay là mình chưa bán tại Việt Nam. Chưa bán tại Việt Nam, chính xác. À. Toàn bộ mình đang xuất khẩu ra các nước thứ ba. À. Còn anh em mà có nhu cầu xuất khẩu về Việt Nam là cứ liên hệ mình là mình sẽ xuất khẩu về Việt Nam. Đấy, đây qua công ty này có nghĩa là các nguồn nguyên liệu của họ bây giờ mình đang xuất là đều nước thứ ba hết, còn mỗi cái hàng là đang xuất Việt Nam thôi. À. Trái cây là đang xuất. Tí nữa về cho tôi xem cái nhà máy sản xuất hành khô các kiểu nhá. Ok ok. Đây, anh em nhìn thấy là nguồn nguyên liệu ở đây nó là vô vàn. Ừ. Tôi nói thật với bạn chứ để mà học toán tôi cũng thông minh lắm, nhưng mà nói về cứ mấy ngàn mẫu, mấy chục ngàn mẫu là cộng tiếng Việt Nam tôi cũng chả biết cộng nó ra bao nhiêu mét vuông đâu. Thế là anh em cứ tự nhẩm hộ tôi, một mẫu ở bên này là 660 mét vuông. Ừ. Chứ cái chi tiết khi cần 1000 điều quy. Chứ cái chi tiết. Hân lang. I said with the Vietnamese you are very very rich, many fruit. Vietnamese boy mà one get married with her then eat fruit free, orange free, okay? Mình bảo là em nó sinh năm 96 chưa người yêu, nên là ông nào mà có Việt Nam mình mà có tán em nó về ấy nhá, là cứ ăn cam ăn quýt ăn hành thoải mái. Okay. Anh em mình đi vào phía trong hàm há một chút cho nào. Ở đây là sống á. Đây vào hẳn phía trong. Mát lắm bạn ạ. Ui ui. Tại sao mà như này, cái cây nó mát như này bạn ạ? Cây nó không trực tiếp. Bạn nhìn nhá, cái cỏ ở đây này. Ừ. Họ chỉ dập xong là họ phủ lên mặt trên này. À. Nếu như cái khoảng cách mà cây quýt của mình mà không có ánh nắng chiếu vào ấy. À. Nó sẽ bị mầm bệnh phát triển ở dưới lên rất là nhiều. À. Nên họ làm tiêu chuẩn để khoảng cách. À. Thứ nhất là khoảng cách là để cho con côn trùng lấm miếc các thứ đỡ phát triển. Thứ hai nữa là cái vụ như này này là đang là vụ chính ở trong cái vườn này rồi. Ừ. Là sẽ thu hoạch trong chỉ trong khoảng 1 tuần đến 15 ngày. Ừ. Nhưng mà tôi bảo này, ở đây là cái họ không cho nó sai quá hay sao ấy, đúng không? Hay là cái vườn này nó cũng thu hoạch bớt không? Không, bắt buộc là phải tỉa đi, nếu mà không tỉa đi là cái sức chịu của cây nó không chịu được. Ừ. Bạn nhìn đây này, bạn nhìn trong này này là toàn bộ là cái dây này để líu này. Ừ. Líu quả ấy. Ừ. Đấy, đây thời điểm này là quả tránh với ánh nắng tiếp xúc mặt trời. À. Thật nào nó cái quả rất là ngọt luôn. Đấy. Anh em thấy không? Anh em phải sang đây đi vào tận vườn như thế này thì anh em mới thấy được là cái nền nông nghiệp của Trung Quốc ấy nó. À, nguyên cái vườn này vừa nãy kỹ thuật có nói với tôi là nguyên cái vườn này được khoảng 1000 công. Vườn này. 1000 công. Nguyên vườn này thôi. Còn không tính cái vườn lúc anh em mình vào đâu. Đấy. Anh em thấy không? Rất là đã luôn. Đấy, bạn nhìn quả bách rau này tuyệt vời không? Ừ. Chụp cho kiểu ảnh này không nhỉ? Đấy. Quả đã luôn. Đây, tiếp tục đi xuống cái này. Ui, đây nó còn gãy hết cả cành như này các bạn này. Đấy không? Đây các bạn nhìn này. Nó không chịu được. Nhiều khi là nó nặng quá. Đây bạn này.
phải líu lại hết này, buộc dây líu lại này, nó quá nặng. À mà còn chưa review quả cho anh em xem. À, một quả bé như này thôi nhé, lấy quả bé này cho anh em xem biết là lượng nước của nó này. Ủa. Như thế nào? Nó mọng nước như nào? Và tiếp đi bạn ơi, làm mấy cái bản nữa để cho khán giả thử xem là cam đây. Đây bạn ơi, tay bạn to này. Bạn làm quả này đi. Để anh em xem là biết là các bạn đừng nói đừng nói phí hay không phí nhá. Mà tôi nói thật với các bạn là như này, ở đây anh em chúng tôi là có mấy chục ngàn mẫu nên là cứ thoải mái mà ăn uống các bạn. Quả rất là mọng, nước rất là nhiều mà lượng đường của nó cao. Đấy, đã chưa? Rất tiếc là anh em mình không có con dao. Chứ mà có con dao là giống mấy pháp sư Trung Hoa là cái cắt đôi ra là thôi rồi, nhìn trông là phê lắm ấy. Bạn có thể kiếm cho tôi một quả nó chín chứ, thấy ngon không? Được, tôi sẽ chọn cho bạn quả mà không quá ngọt nhé. Bởi vì là quýt mà ăn nó quá ngọt thì nó cũng không đã cái mồm của mình lắm. Nó phải chua một tí. Đấy, bạn tốt thế chứ. Bạn phải chọn nó quả nó chua một tí. Còn ở đây toàn bộ là nó rất là ngọt đấy nhá. Ngọt lắm á. À, quả quýt mà bạn muốn tìm quả nào mà ngon ấy. Thì như là cái vỏ nó phải bóng. Vỏ phải bóng. Vỏ bóng, vỏ mà nó bị sần như này có nghĩa là nó vẫn chưa đến mức độ tuổi để mà tích đường. Thì vỏ bóng là sẽ căng mọng nước. Giống như ở con gái thôi đúng không? Đúng rồi. Thì mặt nó phải bóng bẩy cái thứ nhìn nó mới nuột. Chứ còn à, tôi mời bạn này. Quả này cũng không quá ngọt, nó có vị chua, nó hơi chua chua khoảng 70% ngọt, 30% chua. Test thử nào. Vẫn ngọt lắm. Khoảng 20% chua. Nên là các bạn ạ, nếu mà các bạn mà thực sự mà muốn thưởng thức cái loại mà quýt ấy thì các bạn biết là rất khó để kiếm mấy cái loại quả mà nó bị chua nhá. Mùa nho sữa. Mùa nho chuẩn bị đến nào. Tôi sẽ đưa các bạn sang nho sữa, nho mong tay, có là nho phổ thông. Bạt ngàn luôn. Đấy. Còn diện tích nó còn lớn hơn cả quýt này. Ở đây là họ sử dụng hệ thống tưới tiêu này. Là tự động hóa hết này. Đấy, dây rồi vòi phun các kiểu này. Mênh mông luôn. Ủa, khu vực bên này là nó cũng nhiều này. Thế này mà họ về họ phân loại được mới giỏi chứ nhờ. Tự động hết mà ạ. Người không phân loại bằng tay đâu nhá. Phân loại bằng máy hết. Vừa nãy cho bạn vào nhà máy xem để biết là cái công nghệ của cái máy đấy phân loại. Có thể siêu âm được lượng đường ở trong quả. Siêu âm lượng đường đúng không? Thứ nhất là kích thước này. Thứ hai là ngoại hình này. Máy tự động phân hết. Cứ quả ngoại hình B sang B, A sang A. Còn trọng lượng là tính theo đều nhau hết. Hầu như là một quả là 19, một thùng là 19 một người luôn. Thế là ở đây thế cái giá thành của nó ấy, thì nó có liên quan gì đến cái quả to quả bé không? Hay là nó có chứ bạn. Phân theo loại mà. Hàng A là lúc nào cao nhất rồi. Hàng A là quả to nhất. Không phải không phải là to. Đều nhau ấy. Đều nhau. Và hai nữa là nó không bị ngoại hình nó không bị sâu sẹo hay là bị xấu. Các bạn kiếm cho tôi quả nữa nào. Ăn quýt ở đây nó cuốn cái mồm lắm anh em, nó ngọt. Lừ luôn ấy. Quá nhiều luôn. Đây này anh em thấy không? Đố anh em nhìn thấy đây con. Không nhìn thấy chân luôn. Đố nhìn cái chân trời đâu. Bạn làm nào phải để lột tả được hết tất cả cái khu vườn này này. Yên không tâm. Anh em lại bảo mình chém gió và đừng nhìn công hàng thì nó như nào. Đây để tí nữa tôi cho flycam lên. Nhưng mà tôi thấy này, là flycam bạn này. Flycam bay lên mà không thấy đường nhân không mất cả bé. Hơi khi rồi. Ấy ôi chưa cơ nè. Ủa cam thì chua chưa cơ là hảo xưa. Ủa xưa là hẳn tua là. Now I'm very full now. Eat more. Eat more. I can thank you. The street is yours. Now it's mine. Yeah. Đấy. Thế là now you are my girlfriend. Đang trêu bạn một tí. Sai quá. Cái cây nó rất là vừa phải thôi. Trồng 3 năm là bắt đầu cho thu. Chai pháng sử su neo nó là chẳng má méo à? Đó là 葡萄. 葡萄 à? Nó 葡萄.
这里的葡萄，在我这里用文具拍，它也是。把那什么嘛，全品的全部是葡萄。白光姐好，白光姐好，白光姐好，白姐呢？lý do tại sao mà cái lượng cái quả quýt ở đây mà nó ngọt sâu như thế? Thứ nhất là giống. Thứ nhất là giống. Đầu tiên là giống. Giống này của bạn này, na cái品种是是是我们国家的品种啊。是不是你们公司是自己发展那个不是自己育的，但是这个品种是全国都可以种植的，叫沃柑。沃柑为什么它很甜呢？是化肥还是？它是杂交的，然后跟种植管理技术有关系，因为我们像这个树下，我们每年会投入很多有机肥，保证它的这个口感。哦哦哦，还有有机的肥料。它的地理位置、阳光、温度等等。然后它的这个，因为我们是昼夜温差很大，就是我们晚上可能是六到七度，但是我们中午可能到20度、30度。它这个糖昼夜的温差很大，它就会容易形成这个果糖。然后我们又就是坡地，然后是干热河谷的这个气候，就是我们种出来水果就是这样的甜。Không phải là một lý do gì cả, mà tất cả nhiều lý do để tổng hợp lại. Thứ nhất là khí hậu, thứ hai là màu mỡ đất đai, độ dinh dưỡng, và quá quan trọng nhất là kỹ thuật. Kỹ thuật. Kỹ thuật. Ở đây... Và họ bảo tồn cái giống rất là tốt là như này. Sau khi mà những cái giống này duy trì lại cho cái đơn vị khác hoặc là địa phương khác để trồng ấy, họ vẫn lấy cái giống gọi là bản F1 đầu tiên của cái quả này, nên họ vẫn duy trì cái loại giống đấy. Cực kỳ ngọt. Tôi thấy là ở đây các bạn ạ, nhìn xa xa phía kia ấy, là bà con nông dân ở đây là máy móc hay như máy cẩu là còn phi lên tận trên đồi rồi kìa, để đào hố. Đây bạn, bạn quay lại phía này đi, tôi giới thiệu đằng sau này. Đây. Một chút này. Tất cả vùng nguyên liệu này là của công ty này. Hiện giờ cái vườn, khu vườn này là được khoảng 1.000 công. Đấy, và trên khu vực kia trên cái trong nhà ly lông ấy, nhà túi bóng đấy, là nho. Nho. Là cũng là của tập đoàn mình luôn. Đấy. Thì cứ hàng năm là cứ hết vụ quýt lại đến vụ nho. Cứ hết vụ nho thì có rất nhiều loại nho nhé. Có khoảng hơn chục loại nho cao cấp. Thì ở bên công ty là có hết, đầy đủ hết. Tuyệt vời. Đấy. Này mới thấy là tuyệt vời. Với lại cả những cái vườn hoa quả nó rất là rộng lớn này, nhưng mà cũng có số lượng công nhân rất là ít thôi. Những người làm đâu vậy nhỉ? Nhiều nhất là lúc hái quả này. Ở tập đoàn nguyên về cái công nhân đi hái quả có gần 600 người. Chỉ đi hái quả. Đi mới thấy là mở mang cái đúng không? Cái nền nông nghiệp của Trung Quốc ấy. Qua video này cũng để cho các bạn lột tả được là gì? Về kỹ thuật. Và về cái tầm nhìn của họ. Thật sự là phải đáng nể, mình nên học hỏi. Đáng nể. Miền Tây Việt Nam mình đã là vựa của sầu riêng rồi, rồi là vựa của loại trái cây rồi, nhưng quy mô nó không lớn, vì thứ nhất là cái đất đai để mà nguồn nguyên liệu ấy, nó nhỏ, nó không có nhiều như ở bên Trung Quốc. Bạn nhìn đấy, nếu ở đây mà để bay flycam phải bay mấy quả pin mới hết được. Đúng rồi. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là ở Trung Quốc ấy, thì cái vùng như tôi biết là cái vùng Vân Nam hoa quả gọi là ngon nhất rồi, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đặc biệt nhé, ngon hơn nữa đấy, đó lại phải là ở đại lý. Chính đúng xác. Chỗ này phải là đại lý. Đại lý là của quê hương của Đoàn Dự. Tôi không biết là anh em mua hoa quả là có nhiều kinh nghiệm như nào, nhưng với tôi trải nghiệm thực tế là đại lý là nơi mà trái cây cảm giác là ngon nhất hiện ở vùng Nam. Thali, fruit are the best, right? Yes, the best. Because you. 你待会儿把你们有品牌的包装。Nhìn cái quả nó to mà nhìn nó phê lắm, không biết là cái video mình nó có lột tả hết được không. Nhưng nói thật với các bạn là nó nhìn nó đã cực kỳ luôn đấy. Nhưng mà hình như tay Tú sao mà tôi thấy tay bạn có vẻ dấp dính thế? Toàn bộ nó khô lại nhá, như của mặt đường ấy. Cái lượng đường nó nhiều luôn. Này anh em nhìn quả này, nhìn nắm đấm của tôi, nắm đấm của một người 100 kg. Đây. Dính mệt quá. Bây giờ bạn lấy cái quả này, bạn bóp cho mọi người xem là cái lượng nước của nó như nào đây. Thôi phí lắm mà. Gần nhà mấy chục nghìn. Ôi trời ơi. Tay to để cho Tú tay to bóp vào cho anh em xem nhé. Này. Đấy. Wow. Anh em thấy không?
Này, bao năm cho tập tạ hôm nay. À, cho đi bóp quýt. Đây, bóp quả nữa. Đây cho, này cho Tú luyện công. Đấy, lấy quả to kìa. Anh em xem video đừng có chửi tôi nhé. Tôi nói thật là nhiều lắm. Này, này nhiều lắm. Đấy, hôm nay là thật ra là cũng lãng phí, nhưng mà cũng muốn để cho anh em thấy được là cái chất lượng của sản phẩm nó như nào. Thay vì cái lời gọi là quảng cáo thì thôi, cứ nhìn tận mắt. Đúng rồi. Anh em tôi là vừa mới kiếm được con dao rồi. Đấy, giờ là sẽ nhờ Tú là đây test thử đúng không? Đây bạn, bạn đi theo tôi, bạn đi theo tôi. À, Tú là biết cây nào ok đúng không? Đây bạn đây. Nhìn này. Đấy. Ủa, đấy, anh em thấy không? Ủa. Lượng nước như nào? Quá tuyệt vời. Ok đấy. Hảo. Đấy, bây giờ ăn cái này mới chuẩn này. Đấy, biết sao không? Nó ít ngọt đấy. Đây, đây, đây nữa. Đây. Bạn thử cắt cho tôi quả này thế nào. Đâu, bạn thích quả nào? Đây, bạn cắt cho tôi quả này. À, một quả đi xong rồi để bạn vắt cái nước vào. Đây vào, đây đây quả này đây. Vào tôi chứ, tôi uống này. Vắt cho bạn uống á? À, vắt cho tôi uống. Đây. Bạn đứng thấp xuống một tí nha. À. lại nào bạn, không được vắt cái kiểu gì mà nó nhiều quá. Nó nhiều quá bạn ạ. Bạn vắt một bên một thôi. Rồi, tôi vắt bên này nào. 2 3 là wow. Ôi giời, trải nghiệm mà tuyệt vời. Trải nghiệm mà ở cam rất là tuyệt vời. Đấy, bây giờ bạn bạn thử vắt ra cho. Thôi thôi khổ. Vẫn ngọt lắm. Ngọt, thật sự ngọt. Đấy. Nhiều nước. Anh em là ăn cam theo đúng kiểu các pháp sư Trung Hoa hay là chim. Thử tiếp một nữa nào. Đây này. Bạn nhìn đây, đây. Mình kiếm cái cây nào nó khác đi. Ở đây thì cây nào nó cũng như cây nào mà. Đấy. Anh em thấy không? Đây. Nhìn nó quýt này mà. Cái quýt này nó nhiều nước. Nó quá nhiều nước ấy. Nhiều nước hơn cả cái. Cái này cái nếu mà không phải nói riêu chứ quả này vắt ra đúng một cốc nước luôn. Quả này khoảng gần 200 gram. Vắt ra được gần cốc nước. Cây này cũng sai. Để anh em xem là cái lượng nước như nào thực tế. Tôi sẽ cho anh em xem. Đấy. Chọn quả xấu nhất đấy. Đấy. Nhìn sướng không? Đấy. Đây là chọn một quả gọi là bất kỳ xấu nhất chứ mà anh em nhé. Ủa. Đã cái mồm. Phê đúng không? Đấy. Bạn có cho tôi quả đi mà. Không, mình cứ phải làm riêng quả chứ bạn ơi. Hay đây bạn ơi, được thôi. Tôi tự tay xử cho. Đây, anh em này. Tự tay vặt luôn nhá. Cắt này. Anh em thấy không? Ở bên này cam nó nhiều mà. Đấy. Nên là mình cứ cắt cho nó làm sao mà. Đấy. Đã chưa? Gái cho anh ít nước. Ngon nha. Chú ơi. Ơi không ăn nữa rồi. No quá rồi. No chưa? No lắm rồi. Trời ơi. Tôi nữa không hái đầu tiên. Bây giờ này. Mình hái quả bất kỳ thôi nhá. Ủa nó còn nhiều nước này. Này cuốn. Chế đi. Vừa nãy cô chủ nhỏ cô ấy có bảo là kỷ niệm anh em mình một container để quảng cáo review. Còn bạn cứ thoải mái đi. À, quả nào mà nó càng ở dưới nó không tiếp xúc ánh nắng mặt trời thì nó càng ngọt đúng không? Càng ngọt, màu nó càng đẹp. Màu nó càng đẹp. Đấy. Ăn này ăn đồ.
Lo quá rồi. Đấy, anh em thấy không? Nước mọng nhỉ. Ôi, anh em nhìn này. Ủa, nó ngọt. Phải ở trong móng tâm. Quả này nó ngọt. Ngọt hơn nhỉ. Hôm nay anh em tôi ăn cam hay rồi. Trinh Thiên là Phú Sư Phan. Sư chưa cưa. Ok. Ok làm ạ. Trinh Quang. Ủa ta cái này y cưa. Ok. Chưa cưa là hấn hảo sư. Qua lại. Nó bảo ngày nào nó cũng làm cái quả này mà sao nó không biết ngọt. Nhưng mà quả này ấy, là cái quả mà tôi cắt cho ông, hiểu không? Ông bạn 86 hiểu không? Đây, nhìn này, một đỏ hết luôn. Ok. Hảo sư lắm à? Ly hai à? À, thú làm quả nữa chứ. Bỏ tay. Ấy, anh em thấy nước không? Ấy. Thú ơi. Ơi. Bạn thấy Trinh Quang đúng là dân gọi là buôn chuyên nghiệp, nó bóp vào nước nó chảy tống tỏng ha. Bạn nó bóp, bạn chỉ bóp cái khác được thôi. Được không? Đây, em gái này. Này. Đứng quay ở đây. Sơ đây. Để cho các bác xem. Đây, tôi lấy cho cameraman quả nhá. Nhưng mà bên trong nó ngọt với mát hơn. Đúng không? Ngoài hơi chua một tí. À. Quả mà trứng nắng này. À. Hơi chua. Đấy. Nào. Này, cameraman sơ đi. Rồi. Ok không? Rồi, đưa cái quả ở đây, đưa cái quả ở đây. Ăn như thế thôi. Bây giờ để cho anh em xem nước này. Nhìn này. Bóp nát quả cam. Thôi, bây giờ về thì nho thì nó còn mới đúng không? Vừa mới hết vụ. Còn bây giờ thì mình sẽ về cái nhà máy mà khu phân loại cái hành. Hành khô. Đúng rồi. Hành khô, sấy khô các kiểu. Để quay cho anh em cùng xem. Đây mình đang tháp tùng chủ tịch Đú đi ký kết với cả đối tác. Cái này là hành mới hẹ à? Hành bạn. Hành à? Tỏi, đóng ở trong gói miến này, mì tôm này, các thứ này là cái này cái này là hẹ đúng không? Hành nhé, hành mà hiện giờ đang xuất sang Việt Nam là một năm là 1.000 tấn khô. Hả? Cái này là hẹ đúng không? Hành khô. Gói gia vị đấy, làm gói gia vị ấy. Đây là cái này là hành khô. 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 Đây là cái này là hành
小葱小香葱啊，等下我介绍给客户，就是外面那些小葱。anh em bình thường là đi ra tất cả các quán ăn ấy mà có hành khô ấy, đa phần người ta sẽ làm bằng củ hành khác, củ một là củ hành to, hai là những các loại chất liệu khác. Nhưng đây là toàn bộ là hành củ hành hành tím đấy nhá, hành nhỏ ấy, hành mình hay bánh cuốn ấy, toàn bộ 100% là hành đấy đấy nhá, cực kỳ thơm, thơm lắm. Không phải như ba cái đồ mà mình ở ra chợ mua hành khô ở trong lọ đóng lọ kia không xúc ra đâu. Đây là hành cao cấp à? Đây là cao cấp 100% hành khô ấy. Cái hành vườn anh em mình nhìn ấy, bình thường hành chiên mỡ rất là dầu, mỡ rất là nhiều đúng không? Nhưng ở đây công nghệ của nó không có dầu mỡ, thì sờ tay khô rét luôn. Có nghĩa là cái độ sấy của nó ấy rất là khô mà lại thơm như vậy, là công nghệ là cái khủng đấy. Bình thường là mình sẽ chiên lên dầu mỡ rất nhiều. Thì bạn Tú ấy là chuyên làm bên xuất nhập khẩu các bạn nhé. Đấy, nhiều khi là anh em mình đưa các bạn đi để các bạn biết được là ở bên này cái công nghệ sấy rồi mọi thứ nó phát triển lắm. Là thứ nhất, thứ hai là nó liên quan là Tú làm xuất nhập khẩu có thể là nhập về Việt Nam xong rồi xuất cho Ấn Độ, Ấn Độ hoặc là các nước ở Trung Đông. Đấy. Nói chung là cái hiện giờ là cái tình cảm của anh Trung Quốc với anh Ấn Độ ấy là không thân thiết đâu. Đúng rồi. Thế nên là bây giờ cũng phải thông qua một anh châu Á để mà kết nối hai ông vào với nhau. Đấy. Chứ đấy. Nhiều khi là nhiều anh em cứ nghĩ là anh em mình về đúng chỉ nhập quán nguyên ở Việt Nam nhưng mà không phải đâu các bạn ạ, còn đi mấy nước nữa. Nhưng mà một năm mà nhập với số lượng cả 1.000 tấn như này thì không biết là nó như nào nhỉ? Hiện giờ thì tất cả các công ty lớn ở bên Việt Nam ấy hầu như là làm về mì gói cháo rồi các đồ ăn nhanh ấy đang nhập tại đây và cũng xuất sang các nước thứ ba như là các nước Đông Nam Á hoặc nước Châu Á láng giềng Việt Nam, còn là quá cảnh thì Việt Nam thì được cái thuận lợi là y xuyên đó là khẩn hẳn ta hả? Y xuyên tuấn y nhiên là cái cá hồ y xuyên đúng chỉ trang hiện tại cái lượng ngày hôm nay nhiều 现在才吹的是基本上已经慢慢的他慢慢更多人去认识这东西了，我更多。你看那个昨晚上我们在沟通，他们发这些文字，我们也你们能看得懂，我们看不懂。能看懂吗？我们也是希望跟他们长远合作，他也是比较年轻的一个公司，可能跟你岁数差不多。啊，这是谁吗？他在海洋。主要在海洋，北宁，做那个干货多。vừa rồi thì anh em mình sau khi tham quan xong cái khu làm hành thì đang trên đường đi ăn thì gặp mọi người đang người dân ở đây thôi các bạn nhé, là đang chế biến cái cây này gọi là cây gì bạn? Cây tiến vua, rau tiến vua. Rau tiến vua, rất giòn. À, tôi đính chính lại nhé, đây cũng là nguồn nguyên liệu của tập đoàn đấy nhé. À, cũng là một trong những vùng nguyên liệu của tập đoàn luôn. À, là tạo công ăn việc làm cho bà con nhỉ? Cái tập đoàn này là tất cả người nông nghiệp ở đây được nhà nước hỗ trợ và giúp cho những ngành phát triển nông nghiệp ở đây. Nên là bà con là có bất cứ một sản phẩm gì về nông nghiệp đều mang đến tập đoàn. Đấy. Và tập đoàn sẽ đưa cho họ hướng làm sao phát triển này, trồng như nào này, chăm sóc như nào này. Rồi tập đoàn sẽ xuất khẩu hàng của họ đi. À, đây mình vào phía trong này này. Đấy. Đây là khô rồi. Sau khi mà làm cái vỏ xong thì bắt đầu là ra đây là đoạn xẻ cái cây này ra. À, cái phần non ở phía trong rồi. Ta làm phơi khô đúng không? Đúng rồi, phơi khô. Sau khi phơi khô xong như này nhé. Ngâm vào nước nóng ăn vẫn giòn tươi như cái hàng tươi này luôn. À, đây, chúng ta sẽ đi ra phía ngoài này đây để xem bà con cái rau tiến vua này. Đấy. Có khi là mình nhìn thấy cái tiềm năng của cái món gọi là măng rồi đấy. Măng trúc măng sạt làm tươi phơi khô. Mình thì đang làm cái quả măng măng nứa các bạn nhé. Nhưng mà mình thấy là có thể là sẽ áp dụng vào cả làm với cả măng trúc. Ni hảo. Ủa khai xe hả bác? Đấy. Đấy các bạn này. Đấy các cô ấy là rửa sạch sẽ bắt đầu tiến hành phơi lên này. Ở đây là họ không có mắc đâu mà họ làm theo kiểu như này này. Đấy, làm cái mắc ấy gọi là tự nhiên luôn. Đây, đấy, mọi người có thể ra xem. Đấy, thấy không? Nhìn cái mắc tự nhiên nhá. Cho lên này. Đấy. Thấy không? Xếp rất là ngay ngắn luôn.
Nhưng mà cái loại rau này thì chế biến món gì là ngon nhất bạn nhỉ? Làm gỏi lộm đấy. Làm lộm rồi xào này, thịt bò ăn giòn lắm. Nó là siêu giòn luôn. Nói giải thích cho bạn tại sao nó có tên là gọi là Tiến Vua nhé. Vì bạn biết ở Việt Nam mình có một loại gà gọi là gà Tiến Vua đúng không? Đúng rồi, Đông Thảo. Thứ nhất là phải nói là chất lượng nó là siêu phẩm rồi. Thì mới mang được dâng lên cho vua mà. Thì cái rau này nó là về dinh dưỡng này, về giá trị dinh dưỡng và về thẩm mỹ. Nó được dâng lên cho vua. Nói chung là thượng hạng ngon. Thượng hạng đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Bạn chứng kiến bà con làm ngày đến 4 ngày thì cái thời tiết ở đây là phải khô. 3 đến 4 ngày. Thế thường họ trồng cái này thì khoảng bao nhiêu lâu? Thì hỏi. Khoảng 5 đến 6 tháng mới được. Này, bảo sao là cái chất lượng ấy. Lâu đấy, trồng rau là 5-6 tháng là lâu lắm. Đây, khi xong các bạn nhé, là sẽ ra thành phẩm như này. Như này sắp ăn được chưa? Ăn được rồi, dùng được rồi luôn. Xong rồi sẽ đóng gói, hút chân không. Cái loại này là cái lượng đường, lượng nước của nó không còn nữa, nó còn chỉ khoảng 10-15% là nước thôi. Khi ăn ấy, dúng lại vào nước, nó lại lở lại tươi giống gần như là cái tươi này luôn. Thế là mình thấy là nó giống như cái củ hũ dừa của Phan Diễm rồi, đúng không? Đấy, giống như củ hũ dừa của Phan Diễm, tuyệt vời. Hiện tại thì anh em mình đang ngồi ở một cái quán cơm view rất là đẹp. Đằng sau này có hàng trúc này, đấy, có hoa giấy rồi và có rất nhiều những món ăn đặc trưng ở Đại Lý này các bạn nhé. Đấy, thì đây là món canh gà, canh gà hầm này. Đấy, còn đây là món rau rau cải xào dưa chua. Đấy, đây là món thịt bò hầm. Đấy, món sườn và món thịt treo gác bếp này. Thịt ở đây là thịt hong các bạn ạ, chứ không phải là thịt treo đâu. Hong gió. Đấy, còn đây là món canh cá này. Đấy, canh cá dưa chua. Dưa chua gọi là cá chạch chạch chấu của mình ấy. Đấy, còn đây là món rau mà anh em đang rau củ quả mà anh em đang buôn này. Đấy. Và đây là món đậu này. Rất là nhiều món dạ dày. Rồi món dạ dày dê sao? Rồi lạp sườn. Đấy, rau. Đấy, canh gà và món nộm tai mũi lợn. Giờ thì mời anh em ăn trưa cùng anh em mình nhá. Ăn trưa thì mình không uống rượu. Nên là chỉ có ăn thôi. Cho anh xin bát cơm. Xin chào của mình. Ông chủ quán ra mời thuốc. Bên này họ cứ ra mời mỗi người điếu mà. Mình sẽ uống trà thay rượu anh em nhé. Chia. Lấy trà thay rượu anh em nhé. Mời cả nhà. Sơ mà. Mời cả nhà ăn cơm cùng anh em mình nhé. Thử miếng sườn. Đây là cái đầu sườn. Giòn nữa. Giòn rồi. Mỗi lần mà có Trinh Khoang với cả có An Toàn này đi order đồ ăn là anh em yên tâm luôn. Xơi đi bạn. Tại buổi sáng nay ăn nhiều quýt quá. Ăn quá nhiều luôn. Đây là cái món thịt treo này. Thịt treo gió họ hấp lên này. Đó, anh em thấy không? Nhiều đâu. Cái cơm ở bên quá họ đổ lên. Nên là khi ăn cơm á, rất là dẻo. Mà cái gạo của nó không ngon như gạo mình đâu. Mà cái cách nấu. Họ đổ lên. Cái này là canh đậu phụ đúng không bạn? Đúng rồi. Đây là canh đậu phụ này. Nhưng mà nó là đậu phụ thường hay là đậu phụ thối? Nó đậu thường, nó như ốc đậu ấy. Giống như ốc đậu này nè. Nhưng mà cái đậu này ngậy ngấu lắm, ngậy lắm.
Sao có thể có món đậu ngon này nhỉ? Đậu này giống như kiểu đậu phụ thối. Nhưng mà là họ làm nó tảng to á. Xôi nó ngon đấy. Cháo chạy kìa. Để bắn xôi mà. Vâng. Anh em vâng. Ôi, giống như là anh em thông cảm. Anh em chuyển hết một cú về này toàn đông. Đấy, nên là anh em biết là anh em cứ tới em chơi ăn cơm là rất là đông. Mà khi review này là mình cũng phải là gọi là rất tranh thủ. Nó giống như có hai anh em đi thì nó đơn giản, đúng không? Đây là của mình bản địa đặc sản, bộ bộ cơ. À. Cái gì là bộ bộ cơ? Món này là gà bản địa. Gà bản địa. Tại Sa Hàm Hảo đó. Tại Sa Hàm Hảo. Ngày nào cũng ở trên đồi chạy trên đồi. Gà đồi, gà đồi. Xin xin. Ôi. Thảo chưa rồi chưa? Ở đây cái món tủ của họ là canh gà. Hảo. Con gà ngon nhất từ trước nay mình ăn ở cái bên Trung Quốc. Dưới hàng. Yến sen có 2 loại, 1 loại là 排骨的，1 loại là 肠子的。 排, 这个, 排, 是不是? 排骨。 đặc sản, đặc sản. 这是肠子。 啊, 这个, 哎, 这个。 这是牛扒夫, 啊, 啊, 那是泡皮泥鳅。 Ông chủ đang ra giới thiệu là đây là có rất nhiều những món đặc sản đúng không? Của best seller của quán. Bác theo lưu. 要是鸡的原汁原味就是这种吃法，汤挺好喝的。 Đang ở đại lý quê hương của đàn dựa nhưng mà do thời gian anh em mình không có nhiều, không thể đi chia sẻ những cái danh lam thắng cảnh được nên là sẽ phải hẹn các bạn dịp khác. Chiều nay anh em mình ăn cơm xong thì sẽ di chuyển về Côn Minh, đấy thủ phủ của tỉnh Vân Nam các bạn nhé. Có điểm phân, nhìn cái to là họ đã họ. Kế hoạch của anh em mình ấy là sẽ đi mấy cái chợ hoa quả mà bạn Tú là chuyên xuất sầu riêng ấy. Đấy. Cái đậu phụ ngon nhỉ? Đậu phụ ngậy. Đậu phụ thơm thật. Anh ơi, này cô mà không ăn cái ngon lắm anh em. Sự cực kỳ là ngậy luôn đấy. Ăn thêm thìa nữa đi. Nếu mà sau lần này mình đi Trung Quốc về mà nó có tăng cân thì mong anh em hết sức thông cảm nhé. Vì thực sự các bạn là đồ ăn bên này nó quá hợp với mình luôn. Lần này về phát huy hết cỡ cái phòng tập gym của bên mình. Wow. Ngon quá. Chú ơi, sáng nay là ăn nhiều cam quá. À, cái rau này là rau cải cúc. Cải cúc. Anh vừa giấy. Xoay xin tí cơm vào đây nữa cô ơi. Quả đậu phụ này hơi mặn. Chị cơ hảo sư à? Hấn hảo sư. Nó ngậy lắm, thơm. Đấy. Mà các bạn nhìn ở đây anh em mà lấy đồ ăn này. Ngày lấy là đầy bát luôn. Ma biên có cánh lọ. Ừ.
哎呦，哇，根本就熟了，哇，放一点，哎，我，好准，啊，放硬了，这根本都，啊，还夹生，嘿嘿嘿。Nó là đồ hơi khô, chắc ở phần trên. Nhưng mà nó cũng là chín rồi. Dưa chua. Lão bé, mình nhìn rất to chứ. Mình nhìn rất xinh, mình sẽ xinh mì đau quá đá. Cái thang hành trắng mà nó hẳn là sợ của bọn ở bên Trung Quốc này á, thì còn rất nhiều những cái trang trại giống như kiểu hôm nay là cam mà có táo, lê, liệu rồi là rất nhiều. Xem đi vào mùa nào quả đấy thì hy vọng là bạn Tú có nhiều thời gian dành mùa nào mà đang có hoa quả gì thì anh em mình sang quay chia sẻ với các bạn để làm sao mà cho các bạn ở Việt Nam có một cái đánh giá khách quan để cho bên biết là bên mình làm nông nghiệp kiểu gì, bên bạn nước bạn làm nông nghiệp kiểu gì đấy. Chứ, nên nào phải chăm sự nhờ bạn Tú nào. Tôi cũng đang tính là sẽ dành nhiều thời gian đợt này đi với bạn khám phá nhiều nơi. Nếu mà có thể nữa mà anh em sẽ đi từ chợ của Trung Quốc và có đến tận nơi tôi xuất khẩu rau sang đến Campuchia, mình có thời gian mình sẽ đi tận nơi luôn. Nên là bạn xuất đi nước nào là anh em mình đi theo xe luôn. Đúng rồi. Quá uy tín luôn. Có thể sau đấy, tập này anh em mình về đi sang Campuchia, sang chợ rau Campuchia luôn. Đi luôn sang Campuchia? Ừ. À. Hiện tại tôi đang xuất rau sang Campuchia rất là nhiều. Năm qua là sau khi mà video rau lên ấy, thì cũng chúc mừng Tú có một đối tác ở bên Cam đặt là 100 công. Một tháng 100 công. Một tháng. Anh em mình cứ đi đi ăn quay phim, chia sẻ thì cũng rất nhiều những bạn xem video nhé, có thể học được rất nhiều những cái món độc lạ, đồng thời là cũng nếu mà có duyên ấy thì có thể là kết hợp với cả bạn Tú để làm xuất nhập khẩu. Đấy, video ở chợ rau lên là được 100 công nên là một tháng là mình cảm thấy là ok rồi đấy. Có động lực để đi cùng bạn Tú. Chứ nhiều khi là công việc của Tú rất là bận luôn các bạn nhé. Đấy là dành thời gian cho anh em mình như này là điều kỳ quý luôn đấy. Thật ra là về nói về sản lượng và số lượng hóa về nông sản ấy, một tháng 100 công là bình thường. Ít. Anh em chúng tôi nắm thời điểm những vụ gọi là vụ mùa, một ngày 100 công. Các bạn sang đây các bạn nhìn thấy những cái những cái farm, những cái trang trại nó lớn như thế, các bạn mới thấy là cái quy mô mà khi nói từ trăm công hay hàng nghìn công nó rất là đơn giản. Nhưng mình ở Việt Nam mà mình không đi xem ấy, chỉ nghĩ là chấm gió. Đấy mới là của một công ty ấy, đúng không? Hôm nay mà các bạn mà xem bằng sàng cánh gò bay ấy, nó chỉ là một công ty thôi. Của nhà các bạn là gái thôi. Chứ nó mang nhiều thì chắc là nó rộng lớn lắm. Nói chung là mùa trái cây thì anh em sẽ đi các tỉnh, cứ tỉnh nào có trái cây ngon thì mình sẽ đi. Biết đâu mình lại có thể thao hỏi được điều gì từ nước bạn sao, đúng không? Còn video hôm nay thì mình cảm ơn tất cả anh em ở đây, cũng như là cảm ơn Trinh Quang, cảm ơn A Toàn, cảm ơn chú, cảm ơn Phanh đấy, đã đưa tất cả khán giả kênh Sapa TV đi trải nghiệm. Còn là nếu các bạn nào mà thực sự có nhu cầu muốn xuất khẩu những cái hàng nông thổ sản của Việt Nam sang Trung Quốc hoặc từ Trung Quốc về Việt Nam đi các nước thứ ba thì cứ liên hệ với các bạn Tú. Số điện thoại thì mình sẽ để ở màn hình. Sau đây thì mình xin phép kết thúc video ở đây để anh em ăn uống cho nó thoải mái, trò chuyện một chút về công việc, vì nhiều khi là như này. Các bạn người Trung Quốc mà nói chuyện về công việc các bạn là nói to lắm. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video kế tiếp nhá. Xin chào. Bye bye. Chị An.
của Châu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.